Ok sếp ạ, quay trở lại trong video mới. Và trong video lúc này thì mình sẽ review đến một con hàng ship post. Thì đây chính là hai cặp Oracle phỏng theo nhân vật chính của tựa game Honkai Park 3, đó chính nhân vật Kiana Kasla với form của final form của nhân vật này, đó chính là Hunter of Finality. Ok, intro. Ok, vậy thì trước khi chúng ta bắt đầu vào văn mẫu thì chúng ta cần phải tìm hiểu về tên tác giả tác phẩm của sản phẩm này đã. Thì tất nhiên rồi, người làm ra cái cặp bóc cầu này đó chính là mình. Và mình cũng xin ngược ngáo nghĩ đó là thằng nêu ra ý tưởng của cái cặp bóc cầu này cũng chính là mình nốt. Vậy thì vì sao mình có ý tưởng về làm cái bóc cầu này? Chúng ta sẽ bắt đầu quay về thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Thì đấy cũng là giai đoạn mà Camera Geek đang được chiếu. Và cá nhân một thằng như mình thì mình cũng đã khá là có một chút đấy nữa. Rất là thích ý tưởng concept. Lúc đầu mình chưa hiểu lắm, nhưng về sau khi mình hiểu được thì mình lại càng thích hơn về ý tưởng concept của Camera Geek. Đó chính là những cái bản chân của cái driver nó không chứa một cái gì đặc biệt cụ thể cả. Và chính vì thế nên là chúng ta sẽ có những cái race buckle. Những cái race buckle sẽ làm theo một tip gì đấy và đặc trưng của cái thứ mà nó sẽ được phỏng theo. Và cũng chính thế nên driver sẽ có mang hình dáng của cái buckle được trang bị. Và thời điểm đấy cũng là thời điểm nó đang được cái điểm boost cái Command Twin buckle. Cũng là một cái buckle mình rất là yêu thích luôn. Và mình cũng đã từng làm review rồi. Đồng thời điểm đấy thì bạn của Mi Chó nó cũng đang tung ra về cái hình ảnh concept của những Kiana, tức final form của Kiana, đó chính là Hunter of Finality. Đầu tiên ý tưởng mình sẽ là một cái buckle thôi, nhưng về sau mình đã lên update thành một cái buckle đôi sau khi mình thấy được Command Twin Buckle. Và sau khi mà Kiana nó ra mắt được cái hình dạng final form của em nó và đồng thời nó cũng lách luôn cái model của cái vũ khí, thì vũ khí chính của Kiana đó chính là cái dạng cặp kiếm và súng. Cái hai món vũ khí đấy nó cũng không có tên rõ ràng chính thức lắm nên mình cũng gọi là súng hoặc kiếm thôi. Thì đây chính là bản vẽ prototype của mình đã vẽ phác thảo đây. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều chi tiết nữa mà mình chỉ vẽ kiểu phác thảo thôi nên là nhiều thứ nó vẫn không được đúng lắm. Nhất là phần đuôi súng này thì mình cũng vẫn nó giống kiểu một cái vẽ phác thảo ấy, thực ra cũng mình vẫn thấy mình vẽ còn thiếu nhiều chi tiết đấy. Đồng thời chi tiết chỗ phần này nữa mình hơi bị chủ quan nên là mình cũng chưa chỉnh sửa lại bản vẽ thiết kế cuối cùng. Rồi cái phần gặp súng này thì mình cũng đang phải sửa lại thiết kế. Tức là vốn là cái khẩu súng trong model game ấy thì nó làm kiểu dạng kiểu dễ cây gì nó bám vào. Ra cái bản vốt bản phác thảo đầu tiên của mình thì vốn là mình định làm thành dạng bạn thấy nó có các cơ chế gimmick đấy đúng không? Thì đấy lúc đầu concept đầu tiên mình định làm nó theo gimmick, nhưng mà mình đã phải đổi thiết kế lại thành một thiết kế cơ bản hơn. Đó chính là mình đã có thể thay thế bằng cái phần hack lép đằng sau. Mình sẽ tìm show bạn xem luôn. Bây giờ bỏ qua đây. Ok, thì chúng ta sẽ review đến được cái ID core đầu tiên. Thì ID core này là ID core phép sư. Vì mình vô tình mình thắng một cái đơn build nên là mình cũng đã có được cái ID core này. Nó cũng khá là basic, khá là cơ bản thôi. Thì nó cũng khá là cơ bản, nó chỉ là một cái ID core nhưng mà nó có được đặc niệm bên trong nên là cầm cũng khá là sướng tay. Và khi lắp trên cái driver thì ánh sáng sẽ tỏa đều lên trên cái ID core luôn. Và mình cũng chọn tông màu trắng để nó hợp tông màu với cái ID core này. Chứ nếu chọn màu tối thì cảm giác nó không được đẹp lắm. Còn đây là ID core của Kiana Hunter of Voyager thì mình chọn tông màu trắng, màu đen là hợp lý rồi, chọn cũng đẹp hơn. Mình cũng không ý định làm cover bia ở đâu nhưng mà mình lỡ chót làm kiểu đang làm đã làm rồi ấy, nên là mình cũng muốn video này đạt khoảng tầm 10 phút để mình có thể đạt được quảng cáo cho video này luôn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đến cái buckle nguyên mẫu đầu tiên, đó chính là cái kiếm. Nếu như bạn nhìn kỹ ở phần này bạn thấy là chất lượng gia công nó vẫn chưa đẹp lắm. Thì đây cũng chính là hai cặp buckle đầu tiên mà mình làm nên là nó chất lượng nó không thể đẹp được. Chỗ này thì mình vô tình kiểu làm rơi phần giọt keo lanh hai, thành ra việc lúc khi tô đi thì nó vẫn có vết này, khá là bực. Ngoài ra thì cái phần này thì mình cũng không định làm một phần ống kính đâu. Nhưng mà về sau đấy thì cũng nhiều ông chê đó là tại sao này nó không được sáng xuyên qua. Thế là mình cũng phải cắt bỏ phần này đi rồi mình thay đổi lại hình ống kính nhựa mica. Nó cũng khá ok phết. Tất nhiên là bên trong này nó vẫn sẽ rỗng, giống như các bóc cổ bình thường thôi. Để cho nó làm nhẹ chút mà. Còn cái phần viên ngọc này thì cũng là viên đá mà mình cũng gọi là khá là chút để niềm vui vui vẻ một chút. Đó là mình đã sơn được hiệu ứng nó hơi na ná với hiệu ứng của tông màu Kiana, nên là
Nên là ban đầu tiên thì mình sơn thì nó chỉ có màu đen và màu trắng thôi, cho cũng khá đơn giản. Cái nguyên mẫu của nó bên đá kiểu dạng màu tông màu này. Nên là mình cũng đã cố gắng bắt sơn mà mình đã sơn kiểu này rồi. Tất nhiên chi tiết của bắc cổ thì mình đã làm tối giản này rồi, do mình cũng không có thời gian mà mình đầu tư nhiều chi tiết hơn. Nên là cũng chỉ là cố gắng làm này thôi. Ngoài ra thì tông màu sơn thì mình cũng đã cố gắng tái hiện lại cái màu rồi. Mình cũng không có AB hay là airbrush airbrush để mình có thể sơn đấy. Nên là tất cả gì mình sơn là mình sơn từ thẳng ở từ vòi xịt của ATM ra lên là TR. Nói chung là nó cũng ra cái tông màu đấy và có thêm viên đá này vào, nó làm hài hòa hơn so với cái bắc cổ. Về cái dạng hình dạng của cái bắc cổ nguyên gốc, cái kiếm nguyên gốc thì nó sẽ trông như kiểu này. Nên là mình cũng đã cố gắng tái hiện lại dưới dạng raise buckle trông cũng ok chứ. Ít nhất là đối với mình là vậy. Nhưng mà đằng sau thì trông nó hơi tẩm lợn một chút nên là hãy chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà đằng sau thì mình không có sơn bởi vì do là mình cũng không masking phần này, mình đằng sau mình ống kính này. Nên là nếu mình sơn thì nó sẽ bị sơn nó bôi vào phần này nên nó cũng khá là nguy. Nên là mình cũng đã không sơn. Cơ chế gimmick thì cũng mình cũng đã phải làm tối giản lại thành chỉ việc bấm nút ở dưới này để nó hack được sao. Và cơ chế gimmick của con hàng này đó chính là nó có thể thay thế được cái phần lấy bên trong. Thì đằng sau bạn thấy là mình đang sử dụng cơ chế 5 chân thì gồm 4 viên nên nó đủ khá chắc chắn. Đồng thời nó cũng dễ dàng tháo ra nếu bạn yêu cầu còn tháo ra, khá chắc đúng không? Và cũng chính bởi vì mình đã phải hy sinh cái phần này, nó cũng đã phải làm, mình phải làm rỗng ra để nó thể thay thế được các bóc cổ ấy. Nên là mình sẽ không đầu tư được thêm cái vụ cơ chế gimmick này. Mình muốn là mình sẽ đổi được từ cái phần nút bấm ở chỗ này thì mình sẽ bấm ở dưới này luôn. Nhưng mà vì bị vướng cái phần này nên là mình không có thời gian mình đầu tư, mình phát triển thêm nên là cũng chỉ làm thế thôi. Để mà thay đổi cái phần mã lấy thì cũng khá đơn giản thôi. Vặn cái ốc vít của con này, sau đó mình mở ra. Tất nhiên mình cũng có thể là mình đặt hai phần 500 ở phần mình có thể đặt lên trên này ấy. Nhưng mà do là mình cũng đang chỉ có vài viên cùng 500 này thôi ấy. Nên là mình cũng phải chọn thiết kế nó an toàn hơn. Đó là mình để chọn 4 đầu óc này thì nó chịu lực sẽ tốt hơn là mình sẽ để trên này. Đấy, thì đấy là do nó không phải là mình ngu trong thiết kế mà đơn giản là mình không có đủ tài nguyên mình làm mua lên, mình phải chọn thiết kế như vậy. Ok, thì mà đằng sau nó vẫn sơn. Nói chung là con hàng này mình sơn trong 2 ngày nhá. Thứ 2 ngày nhưng mà có 2 3 ngày đâu nên là nhiều chỗ masking mình cũng không masking được đều. Chẳng hạn chỗ này mình cũng đang kiểu masking nó hơi ẩu ấy. Ok, thì khẩu súng nó cũng khá là basic đơn giản thôi. Đây là cái khẩu súng. Đây khẩu súng có thiết kế mà nó khá là khác so với nguyên bản gốc khẩu súng. Nhưng mà về hệ thống phối màu thì mình đã cố gắng phối màu cho nó những chỗ nào cần trắng, chỗ nào cần đen thì mình đã phối hết sức rồi. Ngoài ra thì một số chi tiết như kiểu là phần rễ cây như mình nói thì mình có thể làm được nhưng mà vậy thì tính ra là chỗ phần này nó phải là màu trắng nhưng phải là màu đen, nhưng mà mình có vẻ mình sơn lỗi ấy. Ok, bảo sao lúc khi mà mình nhìn bản thiết kế mình thấy nó sai sai nào ấy, nhưng mà rồi có vẻ lúc đấy mình sơn sai, nhưng mà mình cũng đã cố gắng bởi vì thiết kế của khẩu súng này nó quá nhiều chi tiết, mình không thể nào mà mình tái hiện full được. Và đằng sau thiết kế của gimmick thì nó vẫn sẽ đơn giản thôi, nó vẫn sẽ có thể và mình đang sử dụng đầu 2 500 nó đảo ngược nhau nên là chúng ta không thể nào trao đổi nó cách để mình nhớ rồi, mình không có gắn nhầm cái bắc cổ hai bên. Còn cơ chế gimmick nó vẫn sẽ đơn giản thôi, khá là basic. Ok, và chỗ này sẽ là nút giả, còn đúng ra thì cái chỗ này nó phải di chuyển được để nó thể kích hoạt được lẫy. Và tất nhiên thì chúng ta cũng đến với driver, tất nhiên là nó vẫn có thể gắn được các bắc cổ khác trên cái holder như bình thường thôi, nó không vấn đề cả. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thử với bắc cổ đầu tiên đã. Mình sẽ lấy tạm demo với cái boost range buckle và nó sẽ tải hình dạng cái súng. Thank you.
Ok, thì tất nhiên là bạn vẫn có thể tháo được cái buckle ra và sử dụng nó. Ví dụ như mình thì mình thiết kế nó, mình có thể tháo rời ra và mình có thể gắn các phụ kiện khác mình lắp vào thành dạng cái súng hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa có ý định làm thêm, nên là đây là tất cả gì mình có thể làm. Và đừng có ông nào bảo mình lấy ý tưởng từ cái laser eraser cùng với cái bungee chốt nhé, bởi vì mình vẽ hai cái này trước thời điểm hai cái thứ nó được ra mắt, nên là mình không phải là thằng copy paste các thứ. Ok, vậy thì tổng kết cuối cùng, cho một số bạn nào vẫn thắc mắc thì mình làm cái brain buckle này từ cái gì? Thì mình làm từ cái foam mix. Để cho bạn nào chưa biết thì cái foam mix là dạng khá nó hơi giống kiểu xốp, và nó hơi khác với foam, chỗ đó là foam ấy, hình như là bề mặt mình chưa dùng qua foam. Nhưng theo mình thấy thì là hầu hết tất cả bề mặt của foam nó đều có những cái lỗ rỗng. Tuy nhiên thì foam mix lại không có, và thực ra thì ra nó vẫn có nhưng nó chỉ có những cạnh rìa để cắt thôi, còn đa phần thì bạn sẽ thấy foam nó thì dạng dạng như cái tấm miếng ấy. Thế nên là hai phần mặt trên mặt dưới của nó đều sẽ có được cán phẳng toàn, chứ nó không hề có một cái lỗ. Vì thế nên là khi bạn gia công cái foam ấy thì khi bạn gia công cái foam mix này thì cái phần bề mặt chính này bạn còn để cho nó để lộ ra và sơn, thì bạn sẽ không cần phải bôi keo sữa lên đây nữa để nó bịt những cái phần lỗ rỗng trên cái giống như cái foam. Thì đấy là cách mà mình sử dụng. Về tương lai thì chắc mình nghĩ sẽ có một số bạn hỏi là thế mình có đem đi bán cái bắc cổ này không, hay mình có file để bạn thể làm cái gì không. Thì câu trả lời là không, mà mình cũng cái bản bản vẽ phát thảo đấy mình đã sử dụng để mình làm bắc cổ này rồi, nên thành ra đặc biệt không còn một cái bản scan nào cả. Về tương lai thì mình đang có suy định là mình sẽ làm một cái dạng kiểu là khuôn silicone ấy, thì mình sẽ in rồi mình đúc ra hình từng cái bát nhựa riêng, rồi nó giống kiểu resin thì chúng ta có thể tháo ra lắp ghép vào cái thứ ấy. Tuy nhiên đấy là cái dự tính của mình thôi, còn mình hiện tại mình vẫn chưa đi làm gì cả, mình muốn là cái này sẽ thành sản phẩm độc quyền của mình. Ok, thì bây giờ cũng tương đối dài rồi, xin chào các bạn. Ôi trời ơi.